đừng để ngọn lửa kiến tạo được thắp lên của Thủ tướng thành cô đơn. Với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đầu và trung tuần tháng 6 vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất với hai chuyến công du đến Mỹ và Nhật Bản để bàn về các vấn đề hợp tác kinh tế, phần lớn trong số 45 cuộc tiếp xúc, hội đàm ở Mỹ và khoảng 50 cuộc ở Nhật. Thủ tướng dành để trao đổi, đối ngoại thẳng thắn với doanh nghiệp nước bạn, giúp họ hiểu hơn về tiềm năng và triển vọng đầu tư ở Việt Nam. Nói như đại biểu Trần Hoàng Ngân thì đó là hình ảnh một thủ tướng đi tiếp thị rất ấn tượng. 17 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ và 22 tỷ đô la Mỹ với Nhật là những con số ấn tượng từ các hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp Việt ký với doanh nghiệp của hai siêu cường. Nhưng quan trọng hơn, đó là niềm tin đều đã được xác lập mạnh mẽ trong các chuyến đi này. Đâu phải ngẫu nhiên mà ông Hirosuke Isai, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản lại nhận định Việt Nam đang trở thành một quốc gia chiến thắng trong thời đại FTA. Còn tiến sĩ Terry Bush, Học viện Hành chính quốc gia Mỹ khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là thành công cho Mỹ, thắng lợi cho Việt Nam. Trên trận địa khác, tại đối thoại Shangri-La ngày 2 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói thẳng: "Chúng tôi phản đối các quốc gia quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo và thực thi thái quá các yêu sách trên Biển Đông. Chúng tôi không chấp nhận những thay đổi đơn phương, cưỡng ép hiện tại." Đây không phải là những tuyên bố suông của lãnh đạo Mỹ. Bởi trước đó một tuần ngày 25 tháng 5, tàu vũ trụ USS Dewey của Hải quân Mỹ vừa tiến hành hoạt động đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáng chú ý là chiến hạm này đã vào phạm vi 12 hải lý gần đá Vành Khăn của Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Đây là chiến dịch đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump được thực hiện nhằm gửi tín hiệu đến Trung Quốc về ý định của Mỹ trong việc duy trì các đường vận tải biển trọng yếu ở Thái Bình Dương. Như vậy, Việt Nam mở cửa và bạn bè cũng đã mở lòng. Nhưng có thể tận dụng được những cơ hội quý báu này để bứt phá lên, phát triển mạnh mẽ hay không, điều này lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, công nghiệp, phụ trợ, tầng lớp doanh nhân đủ trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa là những yếu điểm cố hữu của Việt Nam được nhiều doanh nghiệp Mỹ, Nhật nêu ra. Nếu không sớm giải quyết thì cơ hội cũng sẽ tuột đôi. Trước đó, Thủ tướng đã có hàng loạt những cuộc gặp gỡ với khối doanh nghiệp xen kẽ giữa các buổi làm việc với từng địa phương, tất cả chỉ nhằm mục đích duy nhất, khơi gợi những lối đi và kiến tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt sau khi lắng nghe các doanh nghiệp trình bày về rào cản hành chính đến từ các cuộc kiểm tra chồng chéo, Thủ tướng đã làm một việc chưa có tiền lệ, đó là ra chỉ thị số 20 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp, chỉ sau một giờ nghỉ trưa, giúp phá bỏ những rào cản pháp lý hết thời, phiền hà, nhũng nhiễu, tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Và hơn thế nữa, ông yêu cầu một việc rất thiết thực. Với tư nhân, thời gian là tiền bạc. Tôi rất trân trọng sự hiện diện của các doanh nghiệp hôm nay và đề nghị các bộ ngành phát biểu ngắn gọn để doanh nhân có điều kiện phát biểu ý kiến. Đã từ lâu, một thực tế ở nước ta là cán bộ thường có thói quen bắt người khác phải nghe mình nói hơn là lắng nghe người dân nói. Thủ tướng yêu cầu cán bộ lắng nghe, nghĩa là đòi hỏi họ phải thấu hiểu, đồng thời dành thời gian để hành động giúp đỡ doanh nghiệp và làm rõ nét hơn hình ảnh một chính phủ kiến tạo mà Thủ tướng đang xây dựng. Chính phủ đang có những chuyển động không mệt mỏi, cho đến giờ vẫn nhất quán lời nói đi đôi với hành động, thông điệp song hành cùng với việc làm. Sự chủ động trong hành động của Thủ tướng đã mở ra nhiều cơ hội và đem về nhiều hợp đồng kinh tế trị giá hàng triệu đô cho đất nước. Ngọn lửa kiến tạo được thắp lên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không thể trở thành ngọn lửa cô đơn. Nó cần thêm nhiên liệu ổn định và điều đặn, không chỉ đến từ từng con người tạo nên bộ máy, tạo nên nội các chính phủ, mà còn từ đội quân tiên phong trong hội nhập. Đó là tầng lớp doanh nhân, đó không chỉ là một nhiệm vụ phải đáp ứng với người đứng đầu chính phủ, mà còn là nhiệm vụ đối với tương lai của quốc gia, của nhiều thế hệ sau này.